Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Và mình là Lộc Mũi To đây. Rồi, ui, hai ba team đáp bên nhà máy hết à? C lại chẳng có ai này. Chán thế nhở? Thế thì để mình loot đủ đồ rồi mình qua vậy. À đây, có người này, ai bảo quân sự không có nào. Ui rồi đông phết đấy chứ. Bên kia cũng có luôn. Vâng, đông quá đông cho nên là mình cũng không biết là bắn ai. Thôi để mình xuống dưới đi chứ đứng ở trên này khịa khịa là dễ bị bắn lắm. Công luôn này. Ok kìa. Ôi bọn này nó công qua nó công qua cái team C ngoài rồi hay sao ấy nhở? Vậy là C giữa không còn ai rồi anh em ạ. Đấy, công nhau rồi kìa, để mình tiếp cận luôn. Trời ơi, chạy tầng 2 đông dã man luôn. Một tên vừa nhảy xuống này. Nghe hấp dẫn đấy. Ồ, đây rồi. Mình đây mà bạn ơi. Gạt được một ông. Đây, đang bắn nhau ngay trước mặt này này. À, trên lầu 2 anh em ạ. Ui, đông lắm. Đang còn phải ít nhất 3-4 tên nữa. Lại có tiếng chất ở bên C giữa nữa này. Cái gì đây? Cầm sức gan để khều qua. Để mình công cái tên này trước. Nào, đâu rồi? Đang đứng kê ở chỗ phòng ở phía sau ấy. Hay là chỗ cầu thang này này. Trời ơi, tiếng súng xung quanh nghe giờ bị kiểu bị hỗn loạn thật sự luôn anh em. Không thể nghe chính xác được. Đây, một tên tấn công nóc. Gạt luôn. Úi giời ơi. Vâng, lại có sự góp mặt của anh dàn giáo rồi anh em ạ. Chơi trong khu quân sự này sợ mấy thanh niên nằm dàn giáo thôi. Ui, đừng bảo là bọn nhà ca nhà A nó công qua nhá. Đâu rồi, để mình lùng cái tên ở chỗ cái tên mà lúc nãy vừa kê ngay chỗ đoạn này, không biết là nó đi đâu rồi ta. Ủa đâu rồi? Sợ thế nhở, gặp mấy thanh niên gọi là camper này mình rất là kiểu bị bối rối luôn. Phải biết được vị trí của tên này thì mình mới dám tự tiến công anh em ạ. Đây, hay là tên này nó lùi về à? Vâng, có lẽ như là cái bọn ở bên nhà máy nó cũng không qua đây rồi hay sao ấy. Bây giờ bắn cái gì? Vâng, đang đứng trên tầng 2 cà khịa. Đây, bên ngoài có một tên đang đứng kê này. Không vướng tên thần giáo là mình lao ra mình chơi tên bên ngoài đấy. Ui, nó có M3 luôn à? Vãi nồi, bọn này nó bắn thính anh em à. Ui, có M3 hơi toang nhở. Nào vào đây, mình có shotgun cơ. Đằng ông kia có M3 đang cà khịa. Mình cũng chả dạy gì mình công ra. Hai ba tên kê ngoài như thế thì đỡ làm sao được. Chưa kể lại có tên cầm cây súng hạng nặng như M3 nữa. Rồi kìa. Đấy các bạn thấy không? Vừa mới lao ra cái nó nhảy nhót nó bắn kinh hồn thật. Ơ, nó bị cái tên trên nóc nóc vậy. Ôi, không phải. Trời ơi, mình tưởng là bị cái tên làm giáo nóc. Tí nữa quảng anh em ạ, nó ăn một viên shotgun rồi. Còn đấy chắc là cậu yếu ấy. Tên này nó giáp 3 cho nên là một viên shotgun không thể giết được. Kìa chạy kìa. À, chạy về đây hết rồi à. Ghê 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 ghê. Vỡ đầu chưa? Chưa nóc à? Rồi nóc này. Ui rồi bắn nhau rồi. Gạt trước. À, lao lên đây bạn. Còn tên sau lưng này. Ui chuẩn chết rồi. Ok kìa. Ui một viên rồi. Ui, vẫn chưa chết á, cái gì vậy? Ủa? Ủa, cái gì mà kỳ vậy anh em? Thôi, lại bảo là lag đam à? Thôi toàn rồi. Ui, vẫn sống. Mẹ, ui giờ lại có tên nữa không qua kìa. Trời ơi, còn châm máu anh em ạ. À. Mình lại không còn máu chứ. Lao ra mình gạt tên này mình kiếm máu đã. Tầm này phải liều thôi. Nhảy xuống đây. Bắt nhịp rồi bạn ơi. Ui rồi ôi. Đấy rồi có máu rồi. Lúc vội vào đây hiêu máu đã. Ui rồi ôi vẫn sống anh em ạ. Ủa cái pha vừa rồi mình bắn cái tên cầm M3 ấy. Mình bắn nó không hề tính đam luôn. Mà nó bắn mình cũng không tính đam hay sao ấy. Vâng chả hiểu kiểu gì. Ảo thật đấy.
boss thôi. Trời ơi, hú hồn. Quả đấy mình đã bị lag đam, mà nó mà không bị lag đam thì quả đấy mình chết chắc luôn đi. Nó sấy mấy bác M4 như thế cơ mà. Game dạo này tấu hài thật, nhiều pha bắn nhau trả tính đam. Nhưng mà cái lỗi này game mà không khắc phục sớm là mình nghĩ là rất là nghiêm trọng ấy. Tại vì mình thấy nhiều người cũng đang dần bỏ game vì cái lỗi này rồi. Đây đây đây, bên ngoài này. Đây rồi, nốc luôn này. Ôi dồi ôi, bạn nó đứng bên kia bắn cover kìa. Bắn từ từ thôi cho con người ta thở với chứ. Ra mình gặt được thế này không nhở? Ui, nó bò về rồi anh em ạ. Thôi từ từ đã, còn máu đã. Thế là còn team ở bên C ngoài nữa. Ôi, trên đầu vẫn đang còn à? Ui, tên MG3 đây rồi. Cái đệt. Nghe đứng ở trên đấy nãy giờ anh em ạ. Trời ơi. Ui, còn sót đúng cái tên này team Việt Nam này anh em. Vâng, giờ là thì mình bị nhận đam rồi đấy. Giả bot, giả bot. Không phải giả bot bạn ơi. Ô. Rồi, để mình gạt hộ cho. Gạt thì không gạt dứt điểm đi, lại còn giả bot nữa chứ. Úi dồi ôi. Tí chết. Được, nó đứng kê ngay chỗ nhà kho luôn. Hay là mình cùng xuống mình chơi tên này nhỉ? Mình nghĩ chắc là còn mỗi tên này thôi hay sao ấy. Nào nào, ngó ra. Ngó rất là bay đầu này. Ô. Ơ. Ôi thôi, đừng bảo đã lại lắc đam nha. Té máu như thế mà không hiện một vạch đam nào. Từ từ để mình thử tiếp cận, mình xảy tên này một tên nữa xem nào. Ôi dồi, thôi thôi, lắc đam rồi anh em ạ. Lại lắc đam rồi, thôi bỏ. Gặp mấy tên này bắn không khác gì bất tử rồi, chơi làm sao được. Đấy, té máu như thế là các bạn bảo nó không hiện một cái vạch đam nào luôn. Ôi dồi, lại có một tên bên này nữa. Hình như là bạn nói sao nhở? Thôi, tốt nhất là té thôi anh em ạ. Đâu người ta? À đây, đúng rồi, thính bắn ngay chỗ này luôn này. Nó chạy đâu rồi? Mình tới hơi muộn. Ô, có xe bác đi này. À, đây rồi, trong beta lớn. Hai tên. Trời ơi, dụng một ông rồi. Còn tên kia nữa. Tính quay lại không? Chạy luôn rồi kìa. À. Úi rồi. Đây rồi, bạn nói anh em ạ. Thế là một team là chúng nó ngay chỗ này luôn. À, đây này, đúng bọn bắn nữa phải là gần đây rồi. Úi giời, sấy căng thế. Mình gạt tên này trước đã này. Úi giời, căng quá, mình sợ quá. Thôi đứng đây hiếu máu. Nó bắn phải là gần xong nó lại vào đấy nó lút tiếp à. Mấy ông này đam mê lút nhở. Đây, mình sẽ đứng đây mình canh cái team này. Kìa, tên này tính lên gì đây, tính lên xe chạy à. Mấy bác kia nó chạy rồi. Một tên vòng trái này. Rồi, bọn này tính kèm góc mình rồi anh em ạ. Được phết nhờ. Đây, đường góc này luôn. Úi dồi ôi, sấy à. Kìa. Úi dồi, thế mà không nóc nhờ. Yếu dã man luôn rồi đấy. Và không biết là có tên khỉ đột này. Nó có ốp không ta? Rồi thôi, mình biết ngay mà. Thấy cái bộ khỉ đột là nghi rồi. Chuẩn lẹ, chuẩn lẹ. Có một tên nó lại vòng đồi phía sau lưng nó móc mình. Trời ơi, thanh niên AUG. Bạn thấy cái gì? Ui, à đây là con bot à? Ờ đúng rồi, ba tên trước mặt mình rồi còn đâu nữa. Hai tên ở dưới với lại một tên đứng ở trên. Kìa. Ông này tính chạy đi đâu? Xà quá, không nhìn thấy cái gì luôn. Mình sẽ gọi là đánh đu với lại cái team này một lúc anh em ạ. Đang vui à, lại có tên tính lấy xe công này. Úi giời ơi,
Nào nào. Đấy, thấy vài turn mình lại lên xe mình chạy tiếp. Làm sao nào? Giờ team này nãy giờ đang cố gắng gọi là chia góc ra để kẹp mình anh em ạ. Nhưng mà mình chạy lắm, mình phải chạy luôn chứ. Phải tỉnh chứ, bây giờ mà cứ ngồi một chỗ bắn là bị ăn hành ngay. Đây, dừng đây đi. Dừng đây để xem coi có tên nào nó công ở đây không. Ồ, nó công thật này. Vâng, nó lại định vòng lên đây để làm gì đây. Ô, có hòm thính thường kìa. Để mình ra hòm thính thường mình kiếm cái giáp với lại mũ luôn nhở. Thế chắc bọn này nó cũng tính ra hòm thính đấy. Đâu rồi, chạy đâu rồi. À đây đây, dừng ngay ở phía trên này. Đây rồi anh em ơi, ui giời ơi. Ngó kìa. Ui, chạy nhanh thế nhở. Ui, vãi có con xe máy chỗ đây luôn à. Chắc là xe máy bọn này, à xe máy của mình mà. Ui nó dí luôn này. Có gì không? Ơ chạy lên kìa. Chắc lại tính lên đồi này để kẹp mình đấy. Đây để mình qua mình nút nhanh cái giáp mũ rồi mình té luôn. Ui ốp này. Từ từ đã, mình sắp hết đạn xanh rồi cho nên là mình chơi chặt ốp được anh em ạ. Để cầm cây VSS cá khịa một tí đã, rồi tí nữa mình đổi sang cái ốp sau. Đang gọi là cà khịa với lại cái team này vui dã man luôn. Mấy ông này đang cay mình vì mình gạt cái ông đồng đội ấy. Đang cố gắng rất là tìm cách để giết mình đây mà. Kìa, đang đứng chỗ đằng kia kìa. Hai tên luôn kìa. Đây, dừng đây. Từ từ từ. Dừng xe đây mình cà khịa một tí này. À, lên xe chạy đâu. Úi rồi. Vâng, lại bạn nó lại công tới rồi anh em ạ. À, dừng rồi, mình lại chạy. Làm sao nào? Cay, ui giời, không làm gì được. Ý, định ra để sấy mình kìa. Ui giời ơi. Đây, từ đây mình đổi con xe luôn. Lại có xe mới tiếp tục lượn anh em ạ. Đó, team này chắc là nãy giờ cay cú mình lắm rồi đấy. Bảo mày bắn nhau thì mày đứng lại mày chơi đi, cứ chạy chạy như thế này, thật sự luôn. Mình mỗi lần mình săn team nào cũng thế, nó cứ chạy chạy là mình cũng cay lắm chứ. Kìa. Đấy, thiếu được một viên, mình lại chạy tiếp. Thôi bây giờ để, hay để mình ra cái xác của cái ông đầu tiên chỗ đằng kia, mình lút thêm ít đạn đi. Giờ sắp hết đạn rồi. Có 15 trên 13, nó mà ập cả ba thằng lại là toang luôn đấy. Rồi. Không biết là bọn này nó chạy chưa nhở. Chẳng nhẽ nó lại bỏ mình nó chạy đi. Ô, chạy luôn rồi à. Bỏ cuộc sớm thế. Trời ơi, đang vui mà. Thôi để mình ra hòm thính á, mình lấy cái ốp nhá. Giờ mình có nhiều đạn rồi. Ô, trước mặt kìa. Con xe vẫn đang lượn kìa anh em. Ui, có tiếng xe bên phải đây. À, bọn này nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Nãy giờ nó đang đi săn mình hay sao ấy. Úi giời ơi. Càng càng càng, à, tên kia công lại rồi. Mấy tên đấy. Có một tên thôi anh em ạ. Úi giời ơi, đâm vào hòn đá. Thanh niên. Vẫn đang cố dí mình chứ. Đây, mình dừng đây này, dừng cái góc đẹp này anh em. Đấy, biết ngay mà. Công lên đây. Bắt được thanh niên thứ hai. Úi giời ơi. Tim bông cổ anh em ạ. Mấy team này là cá khịa, mấy team này mới vui này. Mông Cổ là một với lại Indo là hai. Còn hai ông nữa. Đâu rồi nhở? Đây đây đây, trong nhà này, trong nhà này. Úi giời ơi, cây mai luôn. Ui không đâu, không đâu. Ui sau lưng luôn. Ui giời, tí chết. Ê, tưởng có lẽ mình oảng luôn đấy. Đây, mình dừng góc này, mình cá khịa một tí nữa. Xấy cái gì đây bạn ơi? Xấy cái gì đây? Gạt luôn, không cho cứu. Rồi. Hình như ông này đang xấy cái hòm đồ M4 băng hay sao ấy. Ờ, chắc là dí mình nãy giờ không được, cay cú quá nên là lú luôn. À, tên cú nó đã chạy xuống đây rồi cơ à. Rồi, bạn chết. Rồi, yếu chưa? Phải ốp, phải ốp. Đứng. Thấy trong vô vọng. Lại còn nằm nữa. Nằm này.
Vâng, mình cá khịa team này tí. Thế team này cay đấy anh em ạ. Team này mà là phải là team mình thì chắc trầm cảm xóa game luôn đấy. Nãy giờ dí mình không được mà. Tếu thật sự luôn. Chưa bao giờ mà gọi là bắn nhau với một team mà nó lâu mà nó nhây như này. Ui, có xe trước mặt. Thôi, bỏ. Bỏ mỡ rồi. Chạy gấp anh em ạ, à, nguyên một team. Có gì không? Ơ, không gì à? À, ui. Để dừng trên kia anh em ạ. À. Đây rồi, một tên nằm. Ô, không trúng luôn kìa, mắc đồi rồi. Rồi, một viên kìa. Hình như là có hai tên thôi. May mà là hai tên đấy. Mẹ quả đấy mình cứ tưởng là team 4 cơ. Quả đấy mà là team 4 là nó sẽ dí mình là dễ toang lắm. Để đổi con xe phát. Cái gì đấy, cái gì đấy. À, nằm đâu ấy nhở. Uầy. Thôi chuẩn lẹ thôi. Sấy kinh quá anh em ạ. Ê, nằm đâu ấy, nó sấy tín thật ấy. Đây. Đứng đây canh me một tí nào. Ui. Ô, hai tí bắn nhau à. Đấy rồi. Cái S. Để mình cái S đã. Ô, không cái S được kìa, nó gạt nhanh thế. Ui rồi bọn này. Đây này. Một thằng bay đầu này. Kìa, nhảy xuống này. Một viên mà không nốc à. Bắn nhau kiểu gì mà sao mà không yếu, không ai yếu thế này. Đây một tên nhìn mình này. Ờ, một viên nữa vẫn không nốc. Ui giời ơi, mới nốc một thôi anh em ạ, mà vẫn thấy team này đông phết. Thằng kia thì nốc mà không gạt được. Thôi, mình nghĩ là mình lùi về thôi, góc này nó nhìn được ấy. Góc này xấu nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ nha. Nào, 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 đứng yên, đứng yên. Một viên này. Ôi rồi, lại nằm đây. Gạt luôn. Bò ấy đâu. Ui, vẫn đang còn hai team à. Rồi, gạt được một mạng rồi anh em ạ. Đấy, mình cứ đứng đây mình rỉa ốp thôi. Đây, lấy xe nó chạy bò này. Có một tên thôi. Mình ra đây mình dí luôn. Nào, có rừng đây không? Nó chạy luôn rồi. Ui, kiểu này nó mà vào cái chỗ góc bò trước mặt nó cam bò thì toang. À, chạy ra đầu kia bị team trong nhà sấy rồi anh em ạ. Ngon, thế để mình lấy luôn cái đồi trước mặt luôn. Chỗ kia có cái góc kê khá đẹp ấy. Ui. Một tên nữa, trời ơi. Đây rồi, có xe luôn anh em ạ, hợp lý đấy. Tí nữa mà bo mà nó thu rồi xuống dưới khu nhà mình có cái mình chạy được vào bo. Ngon thế nhở. Rồi, bo chỗ mình anh em ơi. Thế để mình check quả bom chỗ gốc cây phía trên xem nào. Sợ thằng lẻ nó nằm ngay trên này này. Không biết nó nằm chỗ nào ấy. Vậy là thằng lẻ ở trên này với lại hai thằng ở dưới nhà rồi. Chắc chắn luôn. Hai thằng ở dưới nhà là hai thằng mà nãy vừa sấy mình ở chỗ hầm ấy này. Bọn này là bắn tốt đấy, cho nên là mình phải cẩn thận. Đây, lấy con xe dựng đây, back up ở phía bên trái. Sấy à, sấy à. Mình thấy bạn rồi này. Ngó này, ngó này. Rồi, đốc cũng không công được anh em mà. Rồi, đợi bo thôi. Tí nữa bọn này phải chạy lên chỗ mình mà. Ô. Ô, có liên một team rồi. À, tên lẻ nó xuống dưới đấy rồi anh em ạ. Rồi, ngon luôn. Dừng xe đây. Top 1 rồi anh em ơi. Lần này bạn vào được bo cho bạn kẹo nhá. Để mình phá lốp còn bác gì luôn. Ui, có ốp luôn à. Được, đấy nhờ, mình thích rồi đấy. Nào, nào, chỗ nào ấy. Chỗ nào ấy, đấu sniper nào. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nào. Ui, dồi ôi, từ 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 từ. Ôi, ôi, nghe, đấu làm sao được bạn. Vâng, con quả snap còn chưa kịp nhìn mặt mình nó hình thù như nào. Bạn đã rụng đầu mất rồi còn đâu nữa. Ok anh em ơi, vậy là trận này top 1. Tuy nó hơi ít kill tại vì mình nhây lại cái team ở chỗ đầu game ấy, nó hơi mất nhiều thời gian anh em ạ. Nhưng mà được cái là một clip vẩy ốp chất lượng không.
Anh em đừng tiếc cho mình một like và một nút đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người và hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhé.